Mai Vàng núi Bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày 26 tháng 2 nhuần âm lịch. Trước hết xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Cái tiêu đề hôm nay tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là do một cái phần bình luận ngang. Các bạn hỏi như vậy và tôi sẽ lấy cái lời bình luận này làm cái tiêu đề các bạn. Thì có các bạn hỏi rằng cây mai sau này có mất đi hay không, và cái giá trị kinh tế nó có giảm hay không, tức là cái mất đi này là nó không xài nữa đó các bạn. Có các bạn hỏi ha, thì đây là cái không ai đoán được ngày mai hết, đúng không các bạn? Theo cái dân gian của ông bà mình ha, không ai biết được ngày mai. Nếu biết được thì mình không có nghèo, đúng không các bạn? Biết được mình không có nghèo đó, phải tôi mua cái miếng đất chút xíu là ăn nay tiền ghê gớm luôn. Thì do vậy nhưng cây mai thì nó cũng không ngoại lệ. Và cái này là do kinh tế nhỏ à, tôi nói các bạn là kinh tế nhỏ. Thì các bạn hỏi thì tôi sẽ chia sẻ theo cái quan điểm cá nhân của tôi mà thôi. Thì bây giờ các bạn thấy nè, vừa rồi tôi làm trồng cây mai này khoảng 8 năm, đúng không? Và trong đó tôi cũng có ra thị trường. Thì tôi nói các bạn là cũng sống được thôi, bị ít mà, mình đâu có kinh doanh lớn như anh em người ta mà 5-7 mẫu, năm y như những cái dạng ở miền Tây các bạn. Mình kinh tế nhỏ ha. Thì tôi đã chia sẻ các bạn từ khi tôi làm clip tới giờ rồi. Thì bây giờ tôi sẽ nhờ các bạn cùng chia sẻ với tôi ha. Chứ cái này không ai đoán được, nhưng mà theo cá nhân của tôi sẽ phân tích từ từ cho các bạn ha. Cũng như là lấy cái tiêu đề để mình có tiêu đề mình chia sẻ cái niềm vui thôi mỗi ngày. Thì tôi nói các bạn, hiện nay tôi trồng lại 1.000 cây đây, chắc năm rồi các bạn, đúng không? Mình xem ha, tôi đã chia sẻ rồi từng giai đoạn ha. Thì sao các bạn, tôi đang trồng lại là do tôi sẽ dặm lại những cái mà tôi đưa ra và tôi trồng lại đây 1.000 cây. Thì nghe anh em hỏi thì mình cũng phân vân đó chứ. Thì như vậy thì bây giờ mình phải nói lại từ đầu, cái này nó hơi xa chúng nha các bạn. Tức là cách đây khoảng 40 năm, tôi nay 60 mấy rồi ha, 40 năm về trước, thì theo tôi biết thì ông bà mình đã xài cây mai này, mà không phải mà từ cây mai, mà cây mai trồng hàng rào rồi mình mới cắt cái nhánh hàng năm Tết mình mới đem vô mình cắm trong cái bình. Thì hồi nhỏ tôi thường mỗi hàng năm thì tôi thấy vậy cây mai ha. Và sau khi kinh tế đất nước nó phát triển thì khoảng 20 năm trở về đây, tức là mình trở lại 20, 40 rồi phải không, trở lại 20 năm, thì tôi biết người ta xài cây mai rép, đúng không? Và 20 năm trở về đây sau nữa thì cái gì, bắt đầu 10 năm, 20 năm trở sau nữa là tôi thấy là người ta trồng cây mai riêng, đúng không các bạn? Thì bây giờ nó có trước hết là cái câu gì, nó có mất đi hay không, tức là các bạn hỏi sau này mình không còn xài nữa là thành củi á, thì tôi nghĩ là không đâu các bạn. Nhưng tại sao là không, đây là cái truyền thống của nó riêng là Việt Nam mình. Hàng năm anh em dù hãy mình kinh tế mình khá thì mình mua cây mai, hãy kinh tế mình không khá thì mình chặt cây mai mình cắm. Nhưng hiện nay kinh tế cũng tương đối là ổn định, do đó anh em mua những cây mai ở ngoài chợ về chơi, thấy không? Thì bây giờ theo cá nhân tôi á, thì theo tôi 20 năm nữa cỡ bây giờ 20 năm nữa thì chắc không đến đổi. Nhưng cái trình độ chơi cây mai càng ngày nó lại càng có những cái tiến bộ đi, cái nhìn của cây mai nói chung là anh em người ta biết chơi cây mai. Còn hồi đó mình cứ trồng cây mai lên rồi để hàng rào ha. Rồi nhiều khi mà ông bà mình thấy nó ấy quá lấy cây rựa chặt lên dựng lên. Nhưng bây giờ nó khác. Thứ nhất là gì, tôi nghĩ 20 năm nữa thôi, thì bây giờ mình sống có 20 năm, mình tính 20 năm thôi, đừng tính nhiều. Không bao giờ cây mai này bị thất sủng theo cá nhân của tôi. Nhưng nó sẽ đòi hỏi cái trình độ, cái người chơi người ta sẽ biết, chứ không phải là cây mai trà ha. Tôi nói hay là cây mai trồng lan, người ta không nếu mình trồng mà không nhất đế thân cành mà mình làm không được thì coi chừng
nó không có kinh tế, đúng không? Nó sẽ không có kinh tế. Thì bây giờ mình muốn trồng cây mai, trước hết là gì? Mình phải tạo cái bộ đế. Và các bạn thấy những anh em hiện nay người ta sửa đế đó, các bạn, ồ rất hay ha. Hồi đó tôi làm tôi không biết, tôi biết tôi chia sẻ rồi, người ta cắt cái rễ cái, đúng không? Lúc đó tôi đâu có biết, tôi trồng này tôi cũng không biết luôn. Sau này các bạn lên trên mạng người ta làm cái đế ha. Nhưng mà cái tiền nó mắc quá. Khi mình trồng 1-2 ngàn, cả ngàn cây chịu không nổi, 50-70 ngàn cây, cả 100 ngàn cây người ta sửa cái đế, nhưng mà cái đó là chắc ăn nhất đế, các bạn thấy không? Rồi tới cái cành xương tôi đã chia sẻ rồi, thì sau này tôi nói các bạn không thất sủng 20 năm nữa, từ bây giờ ha, 20 năm nữa thì tôi nghĩ nó sẽ không thất sủng, xa nữa thôi mình tính tới đó thôi. Nhưng cái đòi hỏi là gì? Cây mai rép thì nó ổn định, là tại sao? Người ta đã chọn lọc cái giống nhất, giống thứ hai đã những cái gốc cây có đế đẹp đó các bạn, người ta khai thác ha, ở trong rừng, khi mai rừng người ta rép ha, hoặc cái những cái loại mà tứ quý á, thường tứ quý cái đế nó đẹp lắm, nó tự nó tạo đế à. Người ta rép thì nó tương đối ổn định. Nhưng mà đối với những cây mai trồng đất vậy, nếu các bạn không đạt tiêu chuẩn thì coi chừng nó không thất sủng, nhưng mà mình bán rẻ quá không có kinh tế, nhất đế. Cái mai này kể đó, tôi không cần thiết ha. Nhất đế phải có cái đế nhì thân. Ồ, cái này làm như nó muốn xù đi chứ, không biết phải không em? Nhì thân ha, đúng không? Thân là một thân cốt, tam cành, cành phải cành ngang, thí dụ cành ngang, đúng không các bạn? Thì mình bán được ha, ít nhiều mình cũng có kinh tế không đến đổi. Nhưng nếu các bạn trồng cây mai không tạo đế thì nó có thể nó dẫn tới là gì? Kinh tế mình không có và mình bán không được. Mình bán không được mà mình bỏ anh đầu tư thì sao, lỗ. Rồi mình bất mãn rồi bỏ. Nhưng cây mai này tôi nói các bạn khó chăm sóc lắm chứ không phải nói là nói vậy. Khi các bạn chán rồi, đúng không? Khi các bạn chán rồi, các bạn không đưa phân, không xịt thuốc thần cử, bị gì mình làm khó khăn kinh tế thì đương nhiên mình thấy lơ là, thì cái gì? Lá bị bệnh, thân bị bệnh, bỏ tưới nước nó chết, rai 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 riết mình bất mãn mình bỏ luôn thì sao? Lỗ tới xương luôn. Tôi nói các bạn, do đó nên mình phải cẩn thận. Muốn trồng cây mai mình phải yêu nghề, yêu cây mai. Tôi đã chia sẻ rồi. Làm sao các bạn? Lấy cái đế cho tôi, sửa cành nhánh cho đẹp. Do đó nên tôi nói các bạn, kinh tế nhỏ, đúng không? Ít thôi. Đừng có trồng mà 2-3 ngàn cây. Đối với những bạn chưa biết gì cây mai hết, trồng chi 2-3 ngàn cây rồi các bạn không biết chăm sóc thì nó sẽ rơi vào tình trạng như tôi nói. Khi mà mình cảm thấy nó không có hiệu quả rồi, mình không làm được cái đế, không đập được cái cành, đúng không? Rồi cái giống thì mình chọn lọc. Nhưng mà thí dụ tôi nói các bạn nè, mình gỡ cái nè, giả sử như bây giờ cái cành, cái bông nó không đẹp ha, không được đẹp, thì nó vớt lại là gì? Cái đế nó đẹp, cái xương cành nó đẹp, thì nó sẽ bù lắp lại những phần người ta vẫn mua, đúng không? Và cái đó là cái tiêu đề mình tham khảo đối với những anh em. Và nhờ anh em có ý kiến ha, tặng cho mình có cái clip mình vui vẻ thôi, chứ cái này nó cũng không có quan trọng lắm đó. Người trồng mai thí dụ cái mai này, đúng không các bạn? Đơn giản á, mình phải có cái đế, xương cành là mình phải biết rồi, đúng không các bạn? Và tóm lại tiêu đề này là gì? Cây mai theo cá nhân của tôi khoảng 20 năm nữa nó không mất đi, và cái giá trị kinh tế sao? Nó chọn lọc, nó đòi hỏi kỹ thuật chơi của cây mai bị gì anh em ta biết rồi. Nếu mình trồng không có đế thì thôi đừng trồng. Tôi giờ tôi nói vậy, còn bây giờ cái này là riêng cá nhân tôi ha. Còn
còn thí dụ các bạn, nhiều anh em người ta trồng một hai mẫu á, hai ba mẫu, mình nói cái ít nhất á, thì người ta trồng đại dưới đất thôi, sau này người ta bán một lần nguyên lô, thì cái đó tôi không biết. Nhưng tôi chia sẻ cái cách trồng của tôi để có kinh tế nhỏ nhất, phải có đẻ xấu đẹp gì không biết. Thứ hai, cái xương cạnh, đúng không? Xương cạnh thì tôi nói các bạn sẽ có gọi là gì, kinh tế nhỏ rồi. Và cái đó là những phần mà tôi biết, tôi chia sẻ. Còn những anh em nào biết để chia sẻ cho những anh em có dự định trồng mai, đang trồng mai, có một cái niềm tin để anh em có một cái số đất nhỏ nhỏ, một hai công đất. Bây giờ mình đâu có làm gì các bạn, trồng hàng bông, trồng ớt, trồng gì cũng không được. Mình đặt những cây mai để 5 năm, 10 năm nữa mình có cái kinh tế nhỏ, mình uống cà phê hay là mình cho con cháu mình chút đỉnh đi học hành gì kia thôi, chứ không có làm giàu. Đó là, đây là cái ý kiến cá nhân của tôi, thì xin chia sẻ các bạn và nhờ các bạn đóng góp ý kiến ha, để anh em mình có một cái hướng để mình định cái hướng để mình có thể mình trồng cây mai được hay không. Đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.